Hello cả nhà. Cả nhà ơi, Thảo tới nhà của bà ngoại của sắp nhỏ rồi. Thảo chưa có gọi cho bà ngoại nữa. Thảo đi đường bên hông thẳng vô luôn. Bà ngoại ơi, cầm trái cây, cầm trái cây cho bà ngoại. Đẹp không? Nha. Ok chứ. Nóng bộ nè. Không biết ông bà ngoại đi đâu mất tiêu hết trơn. Nóng quá cả nhà ơi. À, nhà này là nhà của bà ngoại nuôi của tụi nhỏ. À, khu này rất là nắng cả nhà thấy không? Nắng dễ sợ lắm. Xa xa kia có một cái dàn chanh dây kìa cả nhà. Có thấy chín. Để mình ra đó mình coi ha. Wow, chanh dây trái cũng nhiều quá. Cũng nhiều trái lắm á cả nhà. Mình chưa thấy chín nữa. Nè cả nhà ơi, đây là nhà của bà ngoại của mấy đứa nhỏ. Đây mình vô mình thăm ông bà ngoại. À nè. À trái mãng cầu gì bà? Úc hay là Do Thái, à mãng cầu Do Thái. Quá trời trái con cả nhà ơi. Nè, nhìn mê chưa? 30 trái, wow. 30 trái đó nha cả nhà. Mà còn một mớ bông chưa nở nè. Đó. Trái quá trời nè cả nhà ơi. Đây. Ô, đây ông ngoại chỉ trái. Trái bự ghê chưa nè. 45 trái rồi. Chưa biết. Dạ. 45 trái hả bà? Nhìn nó vậy nè. Tại vì nó xanh xanh. Đúng rồi, nó xanh mà nó còn nhỏ nữa cho nên mình không có nhận ra được nó. Mà mình chưa tính bông á bà ngoại ha. Bông chưa tính. Trời đó ơi, một cây mãng cầu mà 45 trái trên này đó cả nhà. Mê quá. Đã quá à. Nó nhỏ nhỏ quá trời luôn. Cưng không? Nó 4-5 trái. Rồi, một cành này thôi mà là 4 trái trên này nè đó cả nhà. Thấy đã không? Chu sinh ha ông ngoại ha, chu sinh. Yeah. Chụp cái mận. Đây là cây mận nè cả nhà, mận gì bà ngoại? Mận xanh của Thái. Nè cả nhà, à, đây là điển hình về cái phân AGN của mình là bà ngoại xài trước khi mà Thảo bán luôn đó cả nhà ha. Trước khi Thảo bán cái phân này là bà đã xài trước đó rồi. Sau đó thì bà mới kiếm Thảo, thấy Thảo bán á, bà mới kiếm Thảo để bà mua. Đây là cái mãng cầu luôn nè cả nhà. Thì cái phân vi sinh của mình á ha, nếu như cả nhà xài đúng cách thì nó sẽ tốt hơn nữa nha. Cái cây nhỏ vậy đó. Cái nhỏ chút xíu mà quá trời trái. 27 trái bà ngoại đếm hết luôn đó cả nhà. Đếm từng trái luôn đó. Đếm coi nè. Dạ. Và nè, cả nhà mình nhìn nè. Chút quá trời 27 trái trên này đó. Cái khế nè cả nhà. Dễ thương quá. Có trái chưa bà? Có trái mà bông nó rụng. À. Dạ, sắp sửa cho chừng tháng sau có bông trở lại đó. Dạ, chắc thời tiết nóng quá đó. Dạ, tháng sau nó có bông trở lại. Đó thì đây là cây gì? Cây sao chê nè, bà ngoại hái để dành cho Thảo nè. Dễ thương chứ, nó già chưa mà bà hái? Hái rồi, hái được rồi. Ờ, dạ. Thì cả nhà biết sao không? Cái phân vi sinh đó mình xài đúng thời điểm và đúng cách thì nó sẽ giúp cho cây của mình tốt hơn. Và đặc biệt một điều là Thảo khuyến cáo với mọi người, những cái cây, bất cứ cây gì cũng vậy, khi mà quý vị mua cây ở ngoài nursery về thì mình không có nên dùng bất cứ cái phân gì nha. Ở đây mình không nói AGN mà mình nói tất cả các phân luôn. Khi mua về quý vị không nên dùng phân liền vào cái cây, bởi vì sao? Bởi vì ở trong cái tiệm nursery nào cũng vậy, ở đây Thảo nói chung luôn, thì người ta cho những cái phân hóa học vào cái cây để cho cây xanh tươi tốt, ra hoa ra bông, để nó kích thích cái mắt người mua. Là đó là cái cách làm việc của họ ha, mình không có trách họ, nhưng đó là cái cách để người ta làm việc cho cái cây. Đó, thấy chưa, nó sung đi chưa? Và khi mà cái cây ngoài nursery á, người ta cho ngậm quá nhiều phân, và đa phần là cái phân hóa chất. Đó, cây có gì nó xanh nước, nó xanh mà nó xanh bóng luôn. Dạ. Mấy cái, đó. Cái nào cũng vậy. Cây nào cây nấy là bà ngoại ở đây bỏ AGN cho nó là nó xanh mướt luôn nè cả nhà thấy không? Đây nè, nhìn cây khế đâu nè, rất là xanh tươi. Ừ, không có hề là không có cái nóng. Cây mà cái lá nó bóng vậy tất nhiên là nó héo thì. Dạ. Đó, à, còn những cái cây mà quý vị vừa mua ở nursery về nó cho ngậm hóa chất quá nhiều đó cả nhà. Đó, lá bự ghê chưa? Đó. Mà cây đang ngậm hóa chất mà quý vị tưới thêm bất
kỳ cái phân nào vào thì nó cũng sẽ bên không có kịp cái chất dinh dưỡng của nó. Nó hấp thụ không có kịp thì nó làm cho cây của mình bị nóng. Ha, bị nóng và bị cháy lá hoặc là bị rụng bông, rụng trái. Và nếu mà nặng nữa là dẫn đến tình trạng là chết cây. Cho nên Thảo khuyên quý vị mình, nếu như ai mà vừa mới mua cây ngoài tiệm về thì mình đừng vội vàng mà dùng bất cứ một cái phân gì nha cả nhà. Cây này là 40 mấy trái là chưa có tính mấy cái nụ mới đang làm. Dạ, dạ. Tại vì nó xanh lá nhiều quá đó. Dạ. Vì cắt ra hết một tuần lễ là vì phải trim tỉa bớt nó đó. Dạ. Cắt nó từng mỗi tuần đó. Dạ. Mà nó còn xanh vậy đó. Tại sao cắt gì? Cho nó nhiều quá nó ra nè, thấy không? Dạ. Đó, vì bấm đợt vậy. À, cho nó đừng có sung để tập trung nó nuôi cái trái. Nó nuôi tập trung cái trái mà nó còn mướt vậy đó. Wow. Vậy. Đã bấm mỗi tuần đó cả nhà. Ừ. Mà bây giờ nó vẫn còn ra quá trời nè. Quá trời những cái lọc non nè. Dạ. À, con nhớ bữa con xuống nó không có cái lá nào á. Dạ. Con mới xuống đây mà. Con mới xuống mà chưa có cái lá. Đúng nhìn rồi. Về cây nó không có lá mà không có cái cọng không. Đó, gì. Dạ. Đó. Mà bữa nay nè, trái nè. Cái loại này loại jumbo á. Dạ. Jumbo. Đó cả nhà. Đây là cái vườn cây đó, của nhưng mà xong rồi là nó ra tới 20 mấy 30 trái mà gì không muốn nữa, tại cái chiều cao của cái cây đó gì muốn cho nó lớn. Dạ. Thành ra gì để 7 trái chứ đúng ra gì làm thêm cũng được. Thôi, mình để cho nó vừa thôi bà. Tại vì năm đầu tiên á mình nuôi thân cho nó một chút. Dạ, để tội đó, nghiệp đó. Thấy không? Nó vừa mướt cây đó mà lên cái trái nó. Dạ. Nó rất là nhanh. Này cả nhà nhìn nè, trái nè. Đó. Là nguyên cả cái vườn này là bà dì toàn là xài ACN không đó cả nhà. Làm sao mà cây chết được? Lý do gì đúng không? Mình xài đúng. Ồ, rồi sen dễ thương quá. Sen của con trồng á. Con trồng cũng cả con trồng bằng hạt, cả 2 năm nay mà chưa có cái hoa nào hết á. Bởi vì mua vậy nó không thấy đá đâu hết trơn. Đó. Ồ, đã quá. Đây có một cái nụ sắp nở. Bữa thằng nhóc nó hỏi con ếch sao ói ra. Con mình nó vô đây nó chơi á cả nhà. Xong nó hỏi ông ngoại là tại sao hai con cóc này nó ói vậy. Nó xì nước trong miệng ra. Đó, thật con mua 2 cây mà 1 cây thì có bông, cây chưa có bông. À thì dạ. Cái hộp nó còn non, về nghĩ nó còn non. Dạ. Của đó, con ương từ hạt lên đó. Mà 2 năm mấy nay chưa thấy bông qua gì. Hạt người ta thấy. Dạ. Mà của con hình như là sen nhỏ. Dạ. Đó, à sen này nhỏ, sen đôi á. Dạ. Đó. Đây cũng có nụ nữa nè cả nhà. Có là cái tàn nè kìa. À, đây nó nè. Nó lên nè. Đó, cả nhà mình nhìn khung cảnh nhà đẹp không? Nhà của bà ngoại ở thành phố khác, không phải thành phố của mình. Thành phố này mình lái tới đây 40 phút. Hữu tình chưa? Đây có cô bé đang ngồi đọc sách. Dễ thương quá, con thích mấy cái này lắm bà ngoại. Dạ, nó dễ thương đó. Bà ngoại không có thích quay hình cho nên Thảo phải né bà ngoại ra đó cả nhà. Mấy cái treo treo này cũng dễ thương nè bà ngoại. Con cũng thích. Nắng quá. Thêm nước cho nó. Đúng rồi, chiều chiều mát mát. Dạ. Đang con lấy mấy cái bông nè. Dạ. Mới mua cái chị này 200 bạc rồi hả? Cái chậu đó mà 200 á hả? Ừ. Mua ngoài Century Mall, nó trong mall đó. Cái con biết rồi, phải cái tiệm lan đó không? Thì nó bán mắc lắm. Không, nhưng mà cái giống này hiếm thấy được đó. Cái này là cái collection đó. Vậy để chiều gì rảnh gì cắt nó ra. Thay chậu cho nó, dạ. Thay đất cho nó. Dưới này bây giờ nó hết chiếc đất ra. Rồi. Dạ. Ra. Con cũng mới làm mà. Trời ơi, đây. Quá wow, cả nhà ơi. Thì gì nói Thảo cái bông này nè. Nó bự cho bá lửa luôn. Ở nhà con có nhưng mà nó nhỏ lắm tại vì con trồng trong đó nè, nó nhỏ nhỏ vậy nè, gì để nó nhỏ nhỏ vậy cái gì bỏ vô chậu lớn. Dạ. Tại vì con trồng nó ở trong ấy dạ. Đụng đầu. Tại vì con trồng nó ở trong cái chậu nhỏ đó bà ngoại thì nó phát triển chậm, còn cái này mình trồng chậu lớn thì nó phát triển đã không? Cái loại này nhìn nó giống như bị hư vậy đó cả nhà nhưng mà không phải nha. Nó quăng ở cái viền của nó nè. Dạ. Nhìn giống như nó bị sâu xia hay là nó bị sợ gì trời gì làm mới nè. Để tạm nó ngoài đó đó. Dạ. Bắt đầu sắp nở nè, cái hoa nó cũng đẹp lắm bà. Dạ, bữa của con nó có nở. Nó nở xong cái mình cắt ngang lên nè bà. Dạ, mình dục nhìn nó đẹp lại à. Có, hồi nãy con ra con quay rồi, con quay chanh dây đầu tiên luôn á. Dạ. Ăn trộm vô mà không hay luôn. Mà tại sao bà ngoại để cửa bên hông không khóa lại? À. Đây này cả nhà.
sen đá nó đổi màu nè, dễ thương ha. Thảo rất là thích những cái này, nhìn nó rất là cute. Dạ nó dễ thương mà nó mảnh mai, Thảo thích vậy đó cả nhà. Dạ cho nên á, đầu tiên á, mà khi mà Thảo mua cái nhà đó là con chơi ở sen đá đầu tiên. Từ từ con mới lớn sân. Cái bữa đó cái gì mua nó cái nhánh cái cọng không mà không có nhánh mà Thảo lâu chưa bà? Đó nè, cái bữa này bà kể là hôm bữa bao lâu rồi bà? Bữa mua tháng 3 tháng 4 đó mà hôm bữa là toàn là nhánh không à. Mà bà ngoại tưới AGN cho nó hả? Đó, bà ngoại tưới AGN không thôi đó mà bây giờ lá nó ra nè. Thì lý do gì mà phân mình nó nóng nó làm chết cây đâu, đúng không cả nhà? Mình xài chưa đúng cách và mình vội vàng quá. Khi mà mình mua về, mình phải hiểu được. Mình bỏ tiền mình chơi cây, nhưng không có nghĩa rằng là mình hiểu được hết, đúng không cả nhà? Thảo cũng mắc phải những cái sai lầm rồi. Và đặc biệt là về Thảo muốn nói về cái AGN này nhiều hơn để cho các bạn đừng có hiểu lộn, hiểu sai về nó ha. Thì nó là vi sinh hữu cơ thiên nhiên, nhưng nếu như chúng ta xài đúng cách nó giúp cho cây chúng ta rất là nhiều. Như cái cây này đây, khi mua về nó chỉ có cái que củi thôi cả nhà đó, mà bây giờ nó quá trời lá, quá trời lọc non, chỉ độc xài một cái là AGN thôi đó cả nhà. Nguyên cả cái vườn của bà luôn, bà đều xài AGN hết, như những cái cây mãng cầu vừa rồi Thảo mới quay đó cả nhà, mình thấy không? À vậy ha, đây con qua thanh long đó cả nhà, thấy vườn của bà ngoại đẹp ghê không? Còn vườn của Thảo nhỏ xíu xíu mà trồng tùm lum không có đường đi luôn. Định chở anh này vô chơi với bà ngoại mà anh này bệnh rồi cả nhà ơi. Mấy cái này là quỳnh đó cả nhà, quỳnh Nhật á. Dạ sao tối thui, con cũng không biết sao cái phone con tối thui, con quay vậy nè. Nè đây đủ ánh sáng này cả nhà, mà dễ thương không? Con thích cái cách trang trí, tại vì mình decor cho cái vườn của mình nó cũng rất là quan trọng. Đẹp không cả nhà? Dạ thì đó, mình làm từ từ cho nó hoàn thiện. Cái này nó không có chịu nắng đâu nha bà ngoại. Cái này nè, cái lá này nè, cái lá này con có một chậu ngoại á, lớn lắm á. Dạ đẹp, họ bán trên mạng á, con thấy họ bán một cây nhỏ xíu thôi 6 đồng á. Dạ thì thấy một cái chậu mượn người ta bán 475 đồng ở chợ Việt Nam. 470 hả chậu này đó hả? Không, nó mượn bây giờ. Đúng rồi, thì đó một cây thôi mà ông Mỹ, khi con thấy ông Mỹ thì ông bán trên mạng á, một cây một thôi nha cả nhà, mà 6 đô chưa tính tiền ship. Tiền ship 3.5 đồng nữa hay sao? Không, thì xuống cái gì là gì con có. Dạ con có, con có bự hơn cái này một chút. Vì nói gì tiếp ra 2 chữ đó. Dạ con thích cái lá của nó đó nè cả nhà, mình nhìn nè cái lá, cái xếp lá của nó rất là đẹp nha, giống như con bướm vậy đó. Dạ lá tím đậm mà hoa tím lợt dễ thương á. Dạ cái bưởi nè, bưởi gì đây bà? Bưởi thanh trà. Dạ con nghe nói cây bưởi này quý đúng không, cái tên cái trái nó dài vậy nè. Giống cái ổi phải không? Trái nó nhọn mà nó dài như cái lê vậy đó. Có bao giờ gì ăn chưa? Ăn rồi, ăn 2-3 năm ngon rồi, 2-3 lần ngon lắm, cắt nó giòn. Mà Thảo biết làm sao không? Cái trái nó dài thòn này chứ nó không có tròn do, mà nó tốt quá đó, nó mập phì ra vậy nè. Dạ. Chứ cái trái nè, cái trái cái hình nó vậy nè. À dễ thương ha. Nhưng mà tại vì nó dễ thương không? Nó tốt quá đó. Cái nó sếp. Ra. Dạ. Nó cái sình ra thành ra nó cái dạng tròn với chị mất tiêu. Cái này quá nắng cả nhà, cái khu này của bà ngoại ở nó nắng hơn trên Thảo rất là nhiều. Nắng dữ lắm luôn, cho nên là cái lá nó bị vàng là do cái nắng hỗn đó cả nhà, nó cháy cái lá nè. Tại vì chị chặt mấy cái tàn cây thông. Tàn cây thông ta chặt rồi bây giờ nó bị nắng nè. Nắng rọi trực tiếp xuống cái lá nó bị bạc màu luôn đó cả nhà. Đúng rồi. Nó mất sức. Tại vì bà dì nói là cái cây này dì mới môi nó lên chỗ kia đem nó qua đây cho nên nó mất sức. Đây là hai cây, một cây nhãn với một cây ổi. Wow, mới nhổ lên nó mất sức. Mình mới nhổ lên lại hả? Dạ dạ. Trời ơi bà ngoại ơi, có cắt hết một cây hết 70-80 trái ổi con dục á, bông á. Tại vì cây nhỏ mà bông nhiều quá con không muốn, con giữ lại 3-4 trái thôi. Vì đó anh shop này bây giờ nó tại vì trồng ở bên đó nó nắng. Dạ. Nó nắng mà gì không có kéo cái dây ra tưới được đủ nước á. Dạ. Như bà gì vô chậu gì chấm gọn mà nó đẹp.
đẹp á. Cái chậu này. Cái này mình mua đâu? Vậy mua ở trên Sắt Làm An Toàn, bữa nào lên mua cũng rẻ lắm. Bao nhiêu? Cái chậu này có 52 đồng. Rồi cái chậu này thì mua của Sophia là 65 đồng. Là hai cái chậu không là cả trăm mấy rồi. À, nhưng mà nó mua xịn. Dạ. Còn đây là cây cái gì? Cây bơ nè cả nhà. Con có một cây bơ đó bà ngoại. Con trồng bằng hột hai năm mấy nay nó cũng bự lắm rồi. Vậy hả? Sao người ta nói 5 năm? Của con còn nửa đường nữa. Cái gì đó, cái cây này là nó đang thùi, nó chết rồi. Dạ. Cái ông này vợ ông chồng ông thấy nó chết rồi, ông đem qua ông cho gì gì chặt nó có gì nó ra lá này gì gì cứ AGN thêm vô cứ AGN vô là nó ra lá non. Nó không có lá, không có lá nữa. Dạ. Nó rụng không có lá nữa hả? Là cứ bỏ AGN vô là nó ra lá non này. Ông nói bà tôi biết bà có good hand thôi, bà take care đó tôi đi. Cái gì đem xuống ông chồng cái chậu đó. Dạ, dạ. Nó không có còn một lá nữa. Dạ. Vậy với ông xã gì đó. Tính hành tới tẩm đi rồi đó. Dạ. Ồ, còn đây là cây chanh số 8 nè cả nhà. Bự ghê vậy, cái này cây này gì có lâu chưa? Cái này hả 2 năm rồi. Sao bự dữ ha, cây nhà con nhỏ xíu xíu à, ốm nhôm nhất à. Đất, tại vì đó, nó, cái này đẹp rồi, bỏ đây là đẹp rồi. Mấy cái lá này nè mình để mình luộc gà hoặc là mình nấu lẩu đồ thơm lắm. Nấu cà ri cũng ngon. Dạ đúng rồi. Còn này là chanh mẹ Mexico. Mấy cái này là mình cho gì hết tới gì không có mua à. Dạ. Nhãn của bà ngoại từ nhỏ đây. Mấy mốt cây nhãn này lớn đây cho em này nó vô nó hái nha bà ngoại. Nó hiền hái mấy cái này cái nọ. Mai cái túi xuống ăn trộm. Nhà bà ngoại là hồi nãy mình vô đằng sau là mình ăn trộm đã luôn á cả nhà. Giỡn chứ ông bà ngoại đang làm vườn á. Cái để cái cửa bên hông rồi cái mình vô luôn. Chứ bình thường bên Mỹ này đâu ai mở cửa đâu cả nhà. Nguy hiểm lắm á. Nhãn nguyên. Cái này nhãn gì bà? Hàng quay hả? Dạ, hột tiêu. Không có hột, xíu à. Hột xíu à, dạ. Nhưng mà bữa nay tháng 7 nó lớn vậy là good á. Chứ thường thường là nó tới cái này tháng 11 thì chị ăn nó rồi. À. Nay vừa có 4 tháng nữa nó rất, nó còn rất là lớn. Dạ. Thằng nhớ lần trước thay xuống đâu thấy bông. Đâu đúng rồi, bông không à, không thấy trái. Mà mới đây chứ mấy. Mà bữa nay trái nè, để bữa nào nó chín đi cái con xuống con quay một lần nữa cho bà con coi cái nhãn. Hoặc là bà ngoại quay đi gửi cho con ha. Quá trời trái luôn nè cả nhà. Cây này bà trồng mấy năm rồi bà? Cây này 3 năm rồi. 3 năm. Mà hồi đó dì trồng là cây bự hay là nhìn? Không, cây nhỏ lắm đó. Dì mua cái cây đó, nhớ cây sao mà dì vô chậu không? Dạ. Nó cả đó vậy đó. Quá trời chùm luôn nè cả nhà ơi, vòng đó nè. Ồ. Nhãn hột tiêu đó cả nhà. Thảo thích ăn nhãn lắm mà con gái mình cũng thích nữa, mà mình chưa có trồng được cây này, để bữa nào kiếm cây hành nhãn trồng. Có một cây nhà đó bà ngoại thấy không? Mà sao con thấy nó hem, nó kiểu gì á. Dạ, cây đó không biết gì. Không biết đời nào mới có trái ha. Bà ngoại chết rồi, mấy cây. Nó, nói vậy không ạ. À? Bữa nay nó lên mấy cái mầm bà ngoại ơi, mà con không biết chừng nào nó mới có trái. Không sao đâu. Ừ. Nó mới bắt đầu nó chậm lắm, nhưng mà từ từ nó lớn ra rồi là nó vượt lạ lắm. Dạ. Ừ. Cái cây có gì đây nó mới vượt lạ. Xứ Hawaii nè, đẹp không? Ồ, xứ Hawaii đó cả nhà. Khung cảnh thơ mộng chưa? Đó, nhà của hai ông bà. Cái dại. Chiều ra đây ngồi mát hả bà ha. Ừ. Nhưng mà bà ngoại với ngoại đi mấy cái này cẩn thận nha, đá rồi con thấy nguy hiểm. Chiều dạ chằm gì cũng ra. Chiều người ta đi bộ ngang lối sớm mới vui. Dạ. Cái kéo nhau mà mấy cặp vậy đi vòng vòng. Ừ. Mấy bữa con gọi hả? Ừ. Dạ. Đi với lại mấy người lối sớm người ta đi ngang. Ủa sao bà cắt hết rồi làm sao nè? Nụ nè cả nhà. Nụ nè, bông nè. Cành nào cũng có. Cành nào cũng quá trời nụ nè. Trời đất ơi, sao bà cắt ngắn hết vậy? Hả? Con tưởng của người ta để dài mới nhiều trái. Từ từ, tại vì cây gì mới quá. À cái này mới hả? Cây gì này mới có 2 năm hả? À. Đâu cần phải. Ồ, trong khi hai cái bông bự quá trời bự. Mà bà ngoại ơi, để vậy là nó tự đậu hay sao? Ừ, hôm vài bữa nó khô rồi gì cắt. À. Gì cắt đó. Đó. Tất cả này nó gì đó. Nó gần 30 trái đó thôi. Ờ, đây cũng là cây nhãn. Cây đó dại. Ờ, cây trái vải. Ồ, trái vải luôn hả? Có trái chưa? Có trái được 2 năm. Nó thiếu nước mà nè bà ngoại. À, không có chút nó gì tưới. Chút mình tưới nó. Dạ. Năm nay chưa có bông gì hết hả? Chưa. Năm nay không có bông. Tại vì giờ của sao đem ra trước đó. À, mình mua nó cho nên nó mất sức, nó không có bông. Chắc sang năm mới có lại. Cũng bự lắm rồi. Này cả nhà này có khung cảnh thơ mộng không? Đẹp. Đẹp. Dạ. Đẹp quá. Đẹp quá.